Chào các bạn nhé, giới thiệu các bạn đây là khò Suvol 8650. Hai các bạn thể gọi là khò Suvol 3M. 3M là bản nội địa, còn 8650 là bản quốc tế. Ở đây thì con này là 1300W, công suất cực lớn, biến áp cực to. Để các bạn có thể sử dụng nhiều các tính năng, có thể được trang bị tất cả những tính năng hiện đại như mới của bây giờ. Đây là tay khò. Ở trên tay khò này thì các bạn có nhiều các kênh. Các bạn có thể nhìn thấy các kênh của nó. Ở đây thì các bạn có thể chọn kênh 1. Các bạn nhìn thấy kênh 1, kênh 2, 4 kênh nhớ tự động. Ở đây start này là tức là đang hoạt động. Các bạn có thể nhìn thấy vẫn là kênh 3, kênh 4. Còn ở đây thì các bạn có thể là đơn vị để các bạn nhân đơn vị 1 nhiệt, nhân 10 đơn vị. Đấy. Cái này là lên tới mức 550. Gió này thì rất là lớn, bạn có thể bạn nhân 1, các bạn nhân các bạn nào có thể cái nút các bạn dừng tắt nghỉ thông minh, các bạn có thể tắt nghỉ cảm biến chế độ ngủ thông minh. Ở đây thì có các chế độ chọn, chế độ ấm áp, chế độ bình thường và chế độ nóng. Các bạn nhìn thấy ở đây, còn chế độ dịu dàng tức là mỗi người một cách khò, người thích nóng bỏng, người thích bình thường, người thích nhẹ nhàng. Đấy, các bạn chọn cây. Còn về cái này các bạn khóa cây, khóa loa, các bạn nhấn lì vào đó. Các bạn có cái này là phần gió mát. Đấy, độ F và độ C các bạn thấy không? Độ F và độ C. Đấy, đi độ. Và còn rất nhiều tính năng khác này, chờ đó để các anh em thử nghiệm. Con này được thay thế đa năng và tiện lợi, các bạn có thể là tắt nguồn đi. Các bạn thay đầu khò, thay mũi khò, trong trường hợp xấu nhất các bạn có thể thay. Vì một số tất cả các kho thì sau một thời gian dài sử dụng thì có thể anh em bị rơi và thì chết dây máy so, các bạn có thể thay cả bộ dây này, kéo cả cái này ra thay. Kiểm tra gió áp suất có ok không. Đấy, thì khi lắp vào thì nó sẽ có cảm biến, mình sẽ có thể phân loại được này. Còn nếu anh em không may bị rơi tay hay là bị đứt dây này, để còn mình có thể thay lõi ở bên trên này rất là ok. Còn đầu khò anh em có thể cho cả vào đây để anh em có thể thay được đầu khò. Đấy, rút ra như này rất là tiện lợi, đầu khò quá khủng. Ở đây anh em có thể đặt rất nhiều cái đầu khò bên này,